Tiền ơi, tại sao lại khóc? Tại sao ngay lúc này lại khóc? Tụi nói cái gì cô, em có giấy. Nói đi, nói một chút đi. Thì bây giờ Hiền cảm thấy như thế nào khi mà cái đứa con tinh thần của mình, một cái sản phẩm rất là tâm huyết của mình đã được ra mắt với mọi người ngày hôm nay? Xin chào mọi người ạ. Em xin nói chút xíu trước cho Hiền bình tĩnh lại. Thật ra Hiền nhiều cảm xúc như vậy là bởi vì cái quá trình mà tụi em làm cái sản phẩm này nó diễn ra khá dài. Và đặc biệt là trong cái ngày quay vừa xong cũng là cái dịch nó bùng lên và rất là nhiều thành viên trong đoàn trên một chuyến bay nó cũng có đi chung với một cái người Nhật nghi là dương tính khi mà về Nhật Bản rồi thì công bố như vậy. Cho nên là rất là nhiều người cũng phải đi cách ly và cách ly tại nhà. Nói chung một cái hành trình sản xuất MV đã gian khó trong cái chuyện của mình rồi. Mà những cái điều sau đó nó tiếp tục là nhất là các tiên, diễn viên các tiên cũng phải đi cách ly tập trung 14 ngày. Nói chung là nó rất nhiều trải nghiệm từ khâu chuẩn bị, rất nhiều bối cảnh chốt xong thì đến ngày quay mưa gió sạt lở đường không vào được. Thì chỉ có 2-3 ngày để ứng biến, để tìm lại một cái bối cảnh khác. Rồi cái đêm quay những cái cảnh khó khăn nhất thì lại mưa tầm tã nguyên một đêm cho đến sáng. Những cái trải nghiệm đó làm cho tụi em có rất là nhiều cảm xúc với dự án này. Và khi mà nhìn thấy cái sản phẩm nó thành công, nó ra mắt được, cái chất lượng hình ảnh cũng như là âm nhạc và tất cả cảm xúc nó mang đến cho mọi người như vậy, thì cảm bản thân Kawai và Hiền Hồ và toàn thể ekip rất là mong muốn sản phẩm này sẽ đánh dấu một cái bước ngoặt trong những cái sản phẩm âm nhạc của Hiền Hồ, và được khán giả đón nhận nồng nhiệt và sẽ lan tỏa đi cho một cái điều mà Kawai rất tự hào là những cái yếu tố văn hóa lịch sử Kawai lại một lần nữa đưa vào sản phẩm giải trí của mình. Rất là cảm ơn sự ủng hộ và có mặt của mọi người ngày hôm nay ở đây ạ. Có bình tĩnh lại chưa? Ok. Chị hỏi đi. Bây giờ cảm thấy như thế nào? Em thấy xúc động quá. Cái thời gian mà em chờ đợi nó rất là lâu. Và hôm nay thì mọi người lại đến rất là đông. Thì cũng biết là vui, thì giống nước mắt hạnh phúc mà. Em không biết là mọi người có thích MV này không. Tuy nhiên thì bản thân em thì mặc dù trong MV có rất là nhiều cái yếu tố buồn bã và tiêu cực, nhưng mà không biết sao bây giờ em lại thấy vui quá. Em thấy hạnh phúc quá. Kawai, ekip Allen và tất cả mọi người đây support nghe em thì lại rất là nhiệt tình và thương em. Cho nên là tình cảm mọi người hôm nay ở đây nữa. Nên là em chỉ nói vậy thôi được không? Vì em nói một tí nữa. Xin được cảm ơn Hiền. Cái dự án đỉnh của mình thì nó mang cái màu sắc là hơi buồn bã, mà gọi là cái kết nó lại không có hậu cho nhân vật của mình nữa. Thì cái lý do vì sao em lại chọn cái kịch bản đó. Và một cái nữa là cái sự làm khó em ở đây á, thì tại cái việc mà quay trở về cái năm 1950 thì chị cho rằng cái sự làm khó mình của chính ekip và cả đạo diễn thì cái ý tưởng này là của ai, và của Hiền Hồ hay là của Tuấn Anh để mà làm nên một cái kịch bản và có những cái góc quay nó tương đối là nó gợi cho người ta về một cái quá khứ rất là đặc biệt. Tuy nhiên ở đây thì có một tí xíu nó liên quan tới cái phần hư cấu thì chị không rõ, cũng có thể không cần phải hiểu rõ về cái những cái nhân vật các anh mà nó nằm mà bị thương các chiến sĩ ở đó. Nhưng mà Tuấn Anh có thể giải thích thêm một cái chút ít của em ở đây, thì em có thể là em gửi gắm một cái cảm tình của em về những người lính hay là những cái gì đó mà theo cái cảm thụ của em như thế nào, để có thể là cho khán giả người ta hiểu thêm về cái mà em gọi là lịch sử mà em muốn tái hiện. Xin lỗi.
Em cảm ơn chị Lệ rất nhiều ạ. Cho phép em xin trả lời câu hỏi đầu tiên. Với cái câu hỏi này thì Hiền vẫn biết được những cái ca khúc của mình mang tới là những cái năng lượng rất là buồn bã và tiêu cực. Tuy nhiên thì nếu như ai cũng nghĩ mình chạy theo những cái trend vui thì những cái góc khuất còn lại ai sẽ là người làm đây? Nếu như ai cũng nghĩ như vậy thì Hiền muốn mình là một người thể hiện lại những cái ca khúc đấy, những cái góc khuất mà ai cũng có thể nhìn thấy hoặc là ai cũng có thể đặt mình ở trong đấy. Và theo Hiền nghĩ, nghệ thuật nó là một cái món ăn tinh thần. Người này sẽ thích ăn món này và người kia sẽ thích ăn món kia. Cho nên người ta có thể thích nhạc vui và người ta cũng sẽ có một số đông người ta thích nhạc buồn. Cho nên là khi làm nghệ thuật thì Hiền sẽ cống hiến hết mình cái gì mà mình có thể làm tốt được. Vì thật sự cái mặt của Hiền trông không có được vui lắm. Mặt nó đã mang trên một nét mặt, một nỗi buồn sâu thẳm nào đấy rồi. Nhưng mà mặc dù tâm cũng không có buồn lắm đâu nha mọi người. Nhưng mà Hiền vẫn muốn tái hiện được những cái gì mà Đà Lạt xưa. Mà khi con người ta đang đuổi theo những cái gì hiện đại thì Hiền vẫn muốn quay về những cái xưa một tí để chúng ta hoài niệm một chút. Vì đó là nghệ thuật thôi. Cho nên là khi mà nhận cái kịch bản này á, Hiền là người nói quay về thời xưa. Còn phát lên kịch bản, biên kịch các thứ và tạo dựng nó thì là anh Kai Hoa và chị Minh Châu ạ. Cảm ơn chị. Dạ, em xin trả lời câu tiếp theo là những cái hình ảnh của các chiến sĩ đúng không ạ? Thật ra là đó cũng chính là cái điều mà em cảm thấy thích thú nhất khi làm việc trong cái thể loại MV như thế này. Năm 1951 là khi đó là có một đơn vị gọi là đội cảm tử Phan Như Thạch là hoạt động ở vùng rừng ven Đà Lạt. Đây là thuộc tổ chức Việt Minh. Thì cũng là những cái người chiến sĩ trẻ đủ các độ tuổi và từ khắp các nơi quy tụ về đó và làm cái nhiệm vụ là hay lẻn vào trong Đà Lạt để mà tiếp cận thông tin. Thì em đọc rất nhiều về các chiến sĩ đó để em có thể hình dung là tại sao một thanh niên đang làm nghề thợ săn phục vụ cho những cái người thượng lưu như vậy. Thì em muốn nếu mà nghĩ sâu hơn á, một cái người như thế lại đi lính, như là một cái sự giác ngộ cách mạng ở trong đó, thì để thấy được cái tinh thần của cái người chiến sĩ đó, anh này không hài lòng về mối tình của anh đó với lại cô gái mà đã mang đến một cái chuyện ngoài ý muốn cho anh ta. Cho nên là anh quyết định thà đi đến đó phục vụ đất nước còn tốt hơn là sống tiếp cái cuộc đời đó mà ngày nào cũng có thể gặp lại cái cô này ở thị thành. Thì đó là lý do một năm sau anh ta đi tham gia cái đó, và cũng là năm 1951 cũng có những cái sự kiện thật về đội cảm tử Phan Như Thạch. Thì đây là những cái thông tin bên lề, em chỉ có thể nói sơ sơ như thế thôi. Nhưng mà nếu khán giả nào có cái sự tò mò thêm về những cái tình tiết đó ngày xưa ở Đà Lạt mình thì có thể tiếp tục tham khảo ở trên mạng nữa, thì đó cũng là mong muốn của em ạ. Cảm ơn mọi người.